Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Xe Hay sẽ lại cùng Vlog Xe quay trở lại với màn so găng giữa hai đối thủ rất nặng ký trên thị trường. Đó chính là chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản vừa mới được nâng cấp 2022. Và một đối thủ vô cùng nặng ký, đó chính là Veloz. Và đây là màn đối đầu có thể nói là trực tiếp luôn. Bởi vì hai chiếc xe các bạn đang thấy ở đây nó bằng giá với nhau là 648 triệu. Bên đây là Xpander phiên bản AT Premium, còn đây là Veloz Cross. Rồi, bây giờ đầu tiên anh em mình so sánh về cái gì nhỉ? Về ngoại hình trước nhá. Xem có những cái gì và thiết kế như thế nào. Về thiết kế thì có lẽ là mình sẽ nhanh thôi. Cái này là khẩu vị cho nên là khó cộng điểm lắm. Chuẩn. Tôi thấy xe nào cũng đẹp. Nói thế có phải ba phải quá không anh? Nhưng mà xe nào cũng đẹp thật. Xe này tôi thấy những cái nâng cấp rất đáng tiền. Từ cụm đèn pha sáng này, rồi projector này, rồi các thứ nó bóng bẩy, nó đẹp hơn, nó khỏe khoắn. Thì tôi thấy chiếc xe này cũng có một cái phong cách thiết kế rất là cứng cáp và khỏe. Và thực sự là đẹp để mà nói. Bây giờ cho tôi chấm điểm xe nào hơn ở trên hai con này đẹp hơn thì tôi khó. Ở góc độ của em thì em thấy mỗi chiếc xe nó đẹp mỗi kiểu. Như chiếc Xpander này, ở cái đợt nâng cấp mới của nó thì cái bánh xe nó to hơn, thành ra tạo cái dáng xe giống như là đẹp theo kiểu như là SUV hơn. Còn chiếc Veloz Cross này thì em cảm giác là nó đẹp thuôn dài theo cái kiểu xe MPV nâng gầm. Đấy, kiểu MPV hơn. Con này nó hơi thiên về kiểu SUV một tí, nó có một tí. Đúng rồi, cái thân nó cảm giác nó dày hơn so với Veloz. Rồi còn cái phần đèn thì ở đây hai đèn thì tôi nghĩ là đều đẹp như nhau. Tuy nhiên là tôi thấy ở đây là có cái projector. Projector thì sẽ nhiều anh em thích hơn. Mình tin là như vậy bởi vì nhiều khi đèn thường anh em về còn độ projector cơ mà. Còn cái này thì gần như không phải độ. Mà ví dụ như nói không đâu xa là hãng Mercedes-Benz thì tất cả những cái phiên bản mà ít tiền hơn thì đều sử dụng cái đèn kiểu chia ô chia khoang như thế này. Cũng rất đẹp nhá, rất đẹp. Nhưng lên đến phiên bản ví dụ như kiểu C300 hay là cái gì cứ 300 AMG bằng tim bim LED là bắt đầu là có projector. Đấy. Đó, có projector thì nhìn có vẻ như là có projector đang là chiếm ưu thế hơn. Nhìn oắt hơn, phải cộng điểm thôi. Cộng thêm một điểm cho Xpander ở cái phi vụ này. Ở đây hai xe cùng mức giá nhau. Nhưng mà trên Xpander thì bộ mâm 17 inch lớn hơn. Veloz Cross thì chỉ có mâm 16 inch thôi. Mâm 16 inch là cũng êm đấy nhá. Lát nữa anh em mình đo độ ồn xem thế nào. Nhưng mà về thông số thì là phải cộng điểm cho 17 inch rồi, đúng không? À, còn phần liên quan đến mâm lốp tôi lại thấy là xe này cao hơn. Xe này cao đến 225mm. Khoảng sáng gầm đúng không? Khoảng sáng gầm như một chiếc SUV luôn. Thật. Về tổng thể, cho một chiếc MPV thì nó quá lợi thế. Đi được các địa hình, rồi chiều cường, rồi qua những đoạn đường gập ghềnh, đường khó, leo lên vỉa hè thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn đấy. Thoải mái đầu óc. Mặc dù nhá, thì cũng có những anh em vặn vẹo là như này. Đi gầm cao thì nó sẽ trong chành. Thì lát nữa anh em mình sẽ thử vận hành để xem nó như nào. Nhưng mà ở đây, khoảng sân gầm của Xpander cao hơn Veloz 2cm thì cộng điểm cho Xpander. Cộng điểm cho Xpander. Rồi, tiếp theo là nếu mà về phần ngoại thất thì tôi lại thấy chiếc Toyota Veloz đang có cái phần giá nóc kìa, nhìn cũng đẹp kìa. Thì anh Khoa thấy thế nào? Ở bên này không có. Cái giá nóc này thì chỉ về thẩm mỹ thôi. Chỉ gắn vào thôi à? Bên chỉ treo cái gì thôi. Lên là bung à? Thế thôi, không nói bản này. Nhưng không cộng điểm. Nhưng mà Veloz có vẻ nhỉnh hơn Xpander ở một cái điểm, đó là có phanh đĩa phía sau. Cái này là mặt thẩm mỹ thôi. Không, cái này tôi lại thích này. Cái phanh đĩa đấy mặc dù là phanh tăng trống cũng ăn. Nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì tôi mong muốn là Xpander sau này có thêm cái phanh đĩa nhìn trông nó đẹp hơn, ngầu hơn. Mình đã mang tiếng gầm cao là trông có vẻ giống SUV rồi. Ai cũng nói là ra vẻ SUV tự nhiên phanh tăng trống. Nhìn nó hơi hụt hẫng nhỉ. Thôi cái này phải cộng một điểm cho Veloz. Mình thích cái điểm này. Rồi nhân tiện đấy, nói về động cơ. Hai con này thì động cơ 1.5, công suất như nhau. Nói chung là về độ mạnh mẽ thì mình nghĩ nó cũng ngang nhau. Tương đương nhau hả? Nhưng mà có vẻ như là một chiếc xe đang nhỉnh hơn về moment xoắn. Nhưng không biết là có nhỉnh thật không. Đâu đó như 3 Nm. Đúng. 3 Nm. Xpander nhỉnh hơn Veloz 3 Nm. Thì có nên cộng điểm không? Tôi nghĩ là chắc thôi. Thôi chắc để phần sau đi. Để phần sau bởi vì nếu mà cộng có 3 Nm mà cộng thì nó cũng hơi kỳ. Ví dụ như kiểu anh Khoa nặng hơn tôi, nặng hơn kiểu 3 lạng. Thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Thôi nhá, vụ này thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mở khoang máy của cả hai xe lên để xem là có vấn đề gì ở trong xe. Rồi anh Khoa thấy
Khoang máy của hai chiếc xe này có gì để cộng và trừ điểm? Soi kỹ xem nào. Riêng em thì em thấy rất rõ luôn, không biết là các bạn xem qua màn hình có thấy rõ như mình không? Đó là cái khoang máy của chiếc Veloz này á, có vẻ như là nó chỉ có một cái lớp sơn lót thôi, nó không có được sơn thêm một cái lớp cùng màu với thân xe như là bên Xpander. À, bên Xpander thì cái khoang máy được sơn cùng màu với thân xe. Tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý là mắt thường tôi nhìn ra ngay, nhưng rõ ràng là cái phần này nó nằm ở bên trong. Tôi thấy là nó nằm ở bên trong, mình có nhìn đâu, làm gì mà đang đi đường ai lại mở khoang máy ra nhìn nữa, bên này không có sơn. Tôi thấy điều này nó hơi vô lý, đúng không? Nghe thì hơi vô lý thôi, nhưng mà để em chia sẻ như thế này. Ok. Veloz có vẻ như là nó đẹp ở những thứ mà chúng ta thấy hàng ngày, thấy nhiều, nhưng mà những thứ mà chúng ta ít khi nào mà thấy đến thì cảm giác như là Toyota hay là Daihatsu họ làm khá là sơ sài so với là Xpander. Ngoài cái vụ là cái lớp sơn ra thì còn ở đây cái phần nắp che động cơ này, rồi nắp che cái khung phụ phía trước này, rồi nắp bên dưới gầm này, nó cũng thiếu so với là Xpander. Rồi, cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Khoa. Nếu như mà soi kỹ cái khoang máy thì các bạn có thể thấy là cái phần ngay phần dưới nắp capo cho đến những cái phần khung bên trong của Xpander là được sơn rất tỉ mỉ, được sơn đàng hoàng, sơn lót cùng một cái màu so với ngoài xe. Còn ở đây thì các bạn có thể thấy đây, mình nhìn ngay là cái tấm này là tấm gần như là không được sơn. Các bạn nhìn thấy cái nước sơn ở đây nó sơn đến đây thôi, nó sơn đến đây là nó thôi, nó bỏ mặc, nó không sơn nữa. Thì cái đấy cũng là một cái mà thể hiện rằng cái sự nghiêm túc. Dạ đúng. Khi mà hoàn thiện một chiếc xe thì đáng nhẽ ra ấy, cái này mình phải cộng thêm 2 điểm cho Xpander. Nhưng thôi, mình cộng 1 điểm. Với tôi thì cái này đáng cộng 1 điểm. Rồi các bạn nhìn thấy những cái chi tiết, những cái nắp đậy, rồi những cái đường đi nó gọn gàng hay không, thì các bạn nhìn trên màn hình các bạn sẽ thấy. Ngoài ra nữa nhé, thêm một cái nữa là ở bên này Xpander nó sẽ có một cái tấm để mà cách âm với lại khoang máy. Còn bên Veloz thì lại thiếu đi. Rồi nếu mà xem ở những cái ụ, hai cái ụ phụ phía trước á, thì trên chiếc Veloz này nó không có cái sùng để mà bảo vệ những cái mối hàng. Còn trên Xpander thì cảm giác như Mitsubishi họ rất là chỉnh chu, họ có cái sùng bảo vệ mối hàng rất là nét. Đây lại phải nói một lần nữa là cái sự nghiêm túc khi mà sản xuất một sản phẩm. Vì chính cái sự nghiêm túc này họ sẽ đem đến cái sự yên tâm cũng như là cái trải nghiệm nó tốt hơn khi mà sử dụng sản phẩm. Đúng. Chính cái cách làm tử tế làm nên uy tín của một thương hiệu. Nhưng mà ở đây thì hơi buồn là mặc dù em cũng như là nhà em trước đây đều sử dụng xe Toyota hết, nhưng mà có vẻ như em chưa thấy một chiếc Toyota nào mà phần bên trong khoang máy lại sơ sài như thế này. Ngay cả chiếc Vios của nhà em là chiếc xe giá thấp nhất của Toyota, nhưng mà bên trong khoang máy vẫn làm rất là chỉnh chu, được sơn rất là tử tế, chứ không để sơ sài như thế này đâu. Hay thôi tôi bóc logo Toyota ra nhé, tôi dán lại logo của... À thôi. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ vào phần nội thất nhỉ, để xem là điểm cộng điểm trừ như thế nào. Phần ngoại thất như thế là mình nghĩ là cũng hòm hòm rồi đấy, trang bị hòm hòm rồi đấy. Xin mời vào trong khoang nội thất. Rồi và đến nội thất của chiếc Mitsubishi Xpander, chúng ta sẽ có những điểm cộng gì anh Khoa? Mới bước vào là thấy đây cái khoảng không để chân thoải mái hơn, và cái bệ thủy tay này cũng rộng hơn. Hoàn toàn đồng ý, bởi vì ngồi nó tìm được cái cảm giác thoải mái trên một chiếc xe nó dễ hơn. Khi mà các bạn lên chiếc xe mà các bạn phải loay hoay là không biết là lúc nào nó mới thoải mái, nó cứ phải chỉnh tiến chỉnh lui, ngả tới ngả lui, chân cứ đặt tới đặt lui, thì cái xe đấy là cái xe rất bất tiện trong cái việc ngồi. Còn lên chiếc Xpander là tìm được một vị trí thoải mái nhất khi ngồi, nó tương đối dễ. Thì cái này cộng một điểm. Một điểm ngay và luôn. Tiếp theo, nhân tiện nói đến ghế thì cái ghế này ghế da. Da giảm hấp thụ nhiệt nhá. Anh em về đỡ phải đi bọc da. Ai mà mua xe ghế nỉ là thường về đều phải bọc da hết. Đấy thì tội gì mình lắp ghế da ngay là ăn tiền nhất khỏi đấy. Nhiều khi một chi tiết nhỏ thôi đã dẫn đến cái quyết định của người mua xe rồi. Thì đây mình nghĩ là một cái chi tiết rất hay. Mình không cần phải nghĩ đến ghế nữa, tự nhiên mang đi ra ngoài rồi lột ghế ra rồi các thứ mất công rách việc đấy. Một điểm cộng tiếp theo là mình thấy cái màn hình này nét hơn và kết nối các thứ nó cũng nhanh nhạy hơn, thì đây cũng là một cái điểm mà mình rất thích. Mình nghĩ là một điểm cộng. Nhìn cái màn hình của Xpander nó hài hòa với là tổng thể nội thất ấy, nhìn nó hiện đại hài hòa.
Rồi, đúng. Tiếp theo, đây. Cruise control. Ừ, cái này đáng nhẽ là phải cộng thêm 5 điểm. Nói đùa vậy thôi chứ. Nên cộng 1 điểm cho cruise control bởi vì xe kia không có. Xe kia đáng nhẽ phải trừ 2 điểm nhỉ. Thôi không nói nhiều, không lại mang tiếng dìm. Ai có cái này tôi rất thích này. Ở điều hòa, mặc dù không phải là điều hòa tự động nhưng mà nó lại có nút Max Cool. Cái này là cái mà mình nghĩ là cực kỳ nên có, bởi vì xe nào mà không có thì nó buồn cười lắm. Bạn lại phải gạt bấm để cho gió nó lên hết, xong lại gạt bấm để cho nhiệt độ nó giảm xuống hết, xong đến lúc nó đủ mát thì lại phải gạt bấm. anh nghe thấy cái miệng tôi nói nó có buồn cười không? Miệng tôi nói như thế nào mà các bạn phải thao tác bấm đúng như thế, thì đây chỉ cần một nút thôi, bấm bắp một phát là nó sẽ làm lạnh tối đa. Mà cái kiểu làm lạnh tối đa này nó chỉ làm lạnh trong khoảng tầm 30 giây thôi là cái xe nó đã mát. Thậm chí tôi đã tìm hiểu nhé, là cái cách sử dụng điều hòa trên ô tô hay là sử dụng điều hòa ở nhà là chúng ta sẽ bấm vào cái nút Max Cool để cho nó xóa tan đi cái hơi nóng ngay lập tức. Sau bắt đầu nó đạt được cái nhiệt độ nó phù hợp là mình bấm lại về chế độ thường thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Thì cái nút này là cái nút mà rất đáng giá trong cái mùa hè này. Ăn tiền đấy. Ừ, thì đây không phải là khen quá lời nhá. Tôi xe nào tôi cũng thích cái nút Max Cool kiểu này. Xe kia không có thì hơi đáng tiếc thôi. Thì cái này có đi. Cộng một điểm. Một điểm tinh tế. Thêm một điểm tinh tế nữa. Đây, anh mở cái này lên. Trong này chúng ta có một cái ngăn để mà đựng khăn giấy hoặc có thể là dấu bi đen. Thôi, tôi không đồng ý cộng cái điểm này. Cái này lúc nãy là phải cộng vào cái điểm mà bệ tì tay là nó to hơn rồi. Cộng rồi. Thì cái này nó cũng nằm trong cái tính năng đấy thôi. Chứ mà cộng cái điểm này thì tôi nghĩ là cũng hơi ăn gian quá, hơi thiên vị quá, không được. Mà thêm một cái tinh tế đi. Không, bỏ qua. Rồi, cái xe này nó cũng có rất nhiều ngăn chứa đồ, nhưng mà cái xe kia nó cũng có nhiều những ngăn chứa đồ không kém đâu. Cho nên là cái này thì mình nghĩ là cũng ok. Hai xe đều ok. Điểm trừ cho chiếc xe này thì sao? Tôi sẽ trừ đầu tiên mạnh dạn là có mỗi 2 túi khí. So với xe kia là 6 túi khí. Tôi thì tôi luôn quan tâm đến cái an toàn. Thực ra thì tôi sẵn sàng bỏ thêm một ít tiền vào đây để cho chiếc xe này nó có 6 túi khí thì hoàn hảo. Đó, điểm này là phải trừ, với tôi là phải trừ. Có ràng. Ok, ở đây thì em cũng chưa thấy điểm gì để trừ tiếp kìa. Thôi anh trừ tiếp đi. Điểm trừ này thì rõ ràng là tôi đã nhìn thấy ngay rồi. Đó chính là cái cụm đồng hồ công tơ mét. Bởi vì với tôi cái cụm đồng hồ công tơ mét này thì nó cũng đã rất là đẹp rồi. Tuy nhiên là ngày nay công nghệ mà xịn sò. Và thậm chí nhá, nếu như mà giá như mà nó là full màn hình dài thì tôi sẵn sàng bỏ thêm 10 đến 20 triệu. Đúng không? Bây giờ anh thử nghĩ xem. Mình đi mình lắp cái đầu Android ở ngoài ở Trung Quốc mang về mà đã mười mấy triệu rồi. Tôi sẵn sàng bỏ 20 triệu để chúng tôi có một cái màn hình nét đẹp ở đấy, xịn sò, sẵn sàng mắt phớt oách luôn, tội gì đúng không? Đấy. Rồi, tiếp theo, nếu được thì em ước Mitsubishi thêm một cái đèn, tính năng đèn tự động. Tự động, đúng rồi, đây không nhìn thấy cái chữ auto ở đâu cả. Mà vẫn phải bấm, mà cái này rất hay nhá. Nhiều người quên bật đèn, mà chỉ cần gạt về chữ auto thôi là cứ đến giờ là tự nhiên là đèn nó bật thôi. Hoặc là đi vào hầm là đèn tự bật. Nhiều vụ đi vào hầm quên không bật đèn nhá, phạt. Nhiều khi tiền phải còn tốn hơn cả tiền thêm cái trang bị này. Auto thì nó thêm cái cảm biến ở đây, ánh sáng rất đơn giản, đúng không? Thì cái đấy cũng là một cái mà thích thật đấy. À, còn một cái nữa mà mình có lẽ phải trừ cả hai xe, đấy là cái phần gương, phần kính. Cái phần kính này có mỗi bên anh Khoa là auto thôi. Cái này nó cũng chỉ là phần mềm thôi mà. Mà thích rõ ràng bên anh là auto rồi, bên tôi lại phải giữ, bên tôi phải giữ, bực mình không? Bình thường là chỉ một chạm thôi. Trừ mỗi xe một điểm. Bực thật đấy nhờ. Đây là cái lời góp ý của chúng tôi dành cho các hãng. Thì những cái này là mình tiện đường công tác thôi chứ mình có thêm nhiều tiền gì đâu. Đúng không? Cái này là rõ ràng anh làm được một cái, anh làm nốt cái còn lại đi, cùng một chỗ, cùng một vị trí, cùng một kiểu nút. Quá đơn giản. Đơn giản đấy thôi. Ok. Rồi. Rồi. Vậy thôi. Là thôi. Về trang bị thì xe này nó cũng như vừa thế đủ. Thôi. Vừa đủ. Em nghĩ là vừa đủ xài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào khoang nội thất của Toyota Veloz xem là có những điểm cộng và điểm trừ gì. Đầu tiên tôi thấy cái điểm cộng ở chỗ anh Khoa ngồi đấy chính là cái đồng hồ là màn hình điện tử. Cộng ngay một điểm bởi vì chiếc xe Xpander vẫn dùng cái kiểu cũ. Mà bây giờ ngày nay thì đâu đâu cũng màn hình.
nó công nghệ hơn chứ nhỉ. Chính xác. Màn hình màu nét thế kia đẹp thế kia cơ mà. Đồng hồ kỹ thuật số nhìn đồng nó nhiều tiền hơn. Rồi tiếp theo, ui ở ngay tay tôi lại có sạc không dây này. Ơi, mặc dù cái này tôi cũng ít dùng nhưng mà nó cũng là một cái trang bị công nghệ rất là hay. Một cái hơn. Nhưng mà tôi cũng ít dùng thật. Nhưng mà vẫn phải công nghệ điểm thì nó có. Có còn hơn không? Đúng. Tiếp theo, điều hòa tự động này. Còn trên Xpander thì chỉ là điều hòa chỉnh kỹ thuật số thôi chứ không có tự động. Rồi, hợp lý, lại cộng thêm được một điểm nữa. Rồi, ở đây có thêm 3 chế độ lái trên Veloz. Đúng. Chế độ bình thường. Drive Mode. Rồi, Power, cộng thêm một điểm nữa. Eco Mode. Rồi, thêm một rồi, thêm. Tiếp theo. Đây, 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 đèn tự động. Veloz có đèn tự động thôi, còn cái phiên bản cao hơn mới có cái chế độ hòa tự động. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo nữa là ghế, có ghế sofa. Đấy, ví dụ muốn nằm ra một cái là có thể là ngả ra để ví dụ gia đình đi du lịch chẳng hạn thì có thể ngủ được ở trên xe cũng rất là ok. Đấy cũng là một cái tiện ích. Ok, đồng ý Xpander nó không có ghế sofa nhưng mà Xpander có 7 chế độ gập ghế linh hoạt, thậm chí là nó thành sàn phẳng để ngủ cũng được luôn. Thành ra em nghĩ Xpander nó cũng không kém Veloz ở khoảng này. À, xe này còn có cảnh báo điểm mù. Anh nhìn ra gương anh thấy ngay là có cái tín hiệu kia. Sẵn nói an toàn thì Veloz có 6 túi khí. 6 túi khí này các bạn ơi, nhiều túi khí đây nhá. Mỗi một túi khí là cũng cơ số tiền đấy, không phải vừa đâu. Rồi ngoài ra thì còn một điểm cộng nữa, đó chính là có cái phần đèn nội thất. Đúng. Cái này đi với lại cái ghế gì hồi nãy anh bảo đấy là hợp luôn, combo nhúng nhảy. Đúng, thực ra mà nói cái đèn nội thất này nó cũng chỉ là cái đèn thôi, nhưng mà nó lại đem đến cái cảm xúc ra phết đấy. Nó là một cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó đem đến cảm xúc, nhất là vào buổi tối. Nó cũng đem đến cái sự gọi là cao cấp sang trọng ra phết đấy, không phải vừa đâu. Thì tôi lại thích cái này cho nên tôi phải cộng một điểm cho chiếc Toyota Veloz. Rồi, tiếp theo thêm một điểm nữa đó là chiếc xe này có cảnh báo phương tiện ngang. À, ôi cái này tôi khi thích. Khi lùi nha. Ừ, cái này tôi thích. Cái này với tôi thì có khi phải cộng 2 điểm nhưng mà thôi, nó đúng ra thì vẫn là một điểm. Bởi vì nó đem đến sự an toàn. Thì tôi thích cái này. Cruise control không có mà lại đi có cái này. Không hiểu sao lại thế, sợ thật. Rồi đến điểm trừ, tôi trừ trước. Không có cruise control. Vừa mới khen vô lăng xong cái này đáng nhẽ tôi phải trừ 3 4 điểm, 5 điểm. Bởi vì cái này là cái rất rẻ mà dễ trang bị, mà chỉ là nút bấm thôi, còn phần mềm thì có sẵn rồi. Đúng rồi. Tự nhiên lại lược đi của người ta. Nếu như mà những xe khác nhá, nâng cấp thêm cái cruise control nó ngoài đó chừng vài triệu thôi. Vài triệu mà không có cho người ta. Nữa. 1-2 củ thôi. Xứng đáng trừ 2 điểm. Xứng đáng trừ 2 điểm chứ. Thôi nói vui vậy thôi. Rồi. Điểm trừ tiếp theo nữa là cái ghế này là mặc dù có ghế sofa nhưng mà ghế này lại là ghế nỉ. Nỉ mà còn đen nữa. Hút nóng. Thực ra ấy thì cái ghế nỉ cũng là sở thích thôi. Nhưng mà ở người dân Việt Nam ấy, đại đa số là về mua ghế nỉ xong toàn thay ghế da. Toàn thay ghế da hết nhá. Mình tin chắc là 99% là thay ghế da. Cho nên là mình nghĩ là thôi thì xe ở Việt Nam thì lắp hết ghế da đi. Về anh em đỡ mất thêm tiền mà lại còn được zin, đúng không? Ừ. Đó. Rồi, về ghế thì chắc chắn là thua Xpander. Rồi. Vì nỉ đen thì nó hút nóng, không thể bằng cái ghế da mà giảm hấp thụ nhiệt trên Xpander được. Tiếp theo, ở bên góc của em á, không biết bên anh như thế nào chứ bên em thì cái khoảng không để chân của người lái nó cứ túm túm thế nào ấy, nó không có được thoải mái cho lắm. Bên này thì phần đầu gối ok, nhưng mà cái phần mũi chân thì nó bên chân phải nó cũng hơi bị tù tù một tí. Như vậy là cái phần để chân nó cũng chưa được thực sự là thoáng đãng lắm. Nó làm tôi nhớ đến con Toyota Rush ngày xưa. Khi mà cái đầu gối của tôi không bao giờ thực sự thoải mái mà vướng cái ụ ở đây. Ủa, khó chịu lắm. Khó chịu ơi là khó chịu, không hiểu sao thiết kế kiểu gì. Không biết là Toyota hay Daihatsu họ làm chiếc xe này có phải là nhắm đến những khách hàng thích va chạm hay không. Chứ như ở đây em vừa bị dính va chạm cái đầu gối mà cái bể thì tay này đấy, thấy không, va chạm với anh luôn đây. Tóm lại là cái điểm này cũng là một điểm trừ. Một điểm trừ. Nói chung là Veloz nó bị hẹp ngang, thế nên cả ba hàng ghế ngồi nó không thoải mái và rộng rãi được như là Xpander. Còn một điểm trừ nữa là cái màn hình này. Mặc dù màn hình này thì với tôi nó cũng tương đối là ok, nhưng mà để mà so với màn hình của Xpander thì nó chưa thể nhạy bằng và nó chưa thể nét bằng được. Và cái viền của nó cũng hơi bị dày. Về thiết kế của cái màn hình này thì cảm quan của tôi là nó chưa được bằng của Xpander. Đó. Còn một điểm nữa thì không biết là anh Khoa có cảm nhận được không, khi mà tôi bắt đầu rung lắc những cái phần ghép nối, thậm chí là phần tựa để tay rồi các thứ này, ở đây. Con ngựa các bạn nhìn này. Thì thực sự mà nói tôi thấy cái sự chắc chắn của nó
So với Xpander thì nó có kém hơn một chút. Nó có kém hơn một chút. Cái này em nói vui thôi nha. Cảm giác những cái chi tiết bên trong nội thất của Veloz á, nó đông đưa như là tính cách người yêu cũ vậy. Tất nhiên anh Khoa nói như thế thì nó cũng hơi nặng lời. Bởi vì sao? Bởi vì cũng chả ai mà khi mà đi mà rung lắc kiểu này cả. Bởi vì dù sao nó vẫn là những cái phần nhựa, mà phần nhựa thì nó có độ đàn hồi. Tuy nhiên để mà nói về những cái phần ghép nối thì tôi muốn nó khít hơn một tí nữa thì là vừa đẹp. Thì cái này thì Mitsu đang làm tốt hơn Toyota cái khoản này. Thì đấy là cũng là một cái điểm mà góp ý cho Toyota cần cải thiện hơn trong những cái sản phẩm sắp tới. Cái thay đổi mà em thấy ấn tượng nhất về mặt vận hành trên chiếc Xpander mới này đó là ở cái phần khung gầm anh ạ. Khung gầm này rõ ràng là nó đã được cải thiện cứng vững hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã cải thiện thêm được 50%+ độ cứng vững. Vâng. Kết hợp với là những cái chi tiết ghép nối nhỏ nhỏ, ví dụ như là ghép từ khung vào chân máy và động cơ vào những cái càng, rồi hệ thống treo cũng đã được cải thiện. Rồi ngay cả những cái phần cách âm cũng lại cải thiện thêm một tí nữa. Mỗi thứ nhỏ một chút thì rõ ràng là cái xe này nếu mình so sánh với phiên bản trước của nó thì nó cải thiện rất đáng kể về độ ồn cũng như là về độ chắc chắn của xe. Em xin bóc tách một tí nha. Ở đây nãy giờ mình đi cua nè. Anh có thấy cái sự khác biệt nào so với đời trước không? Mình cảm thấy là về cái độ ổn định của thân xe nó tốt hơn. Nếu mà nói như ở trong phân khúc MPV như thế này thì mình mạnh dạn nói là nó tốt nhất mà so với cái mức giá này. Thậm chí là nó tiệm cận được với những cái dòng xe cao cấp. Mình cho mình cái cảm giác đấy. Chính xác. Cái việc Mitsubishi họ tăng cứng cho hệ thống treo á, thì bây giờ hồi nãy cái lúc vào cua á, rõ ràng là cái thân xe của Xpander đổi mới 2022 nó nghiêng rất là ít nha. Nghiêng rất ít so với lại đời trước. Và khi mà chạy với tốc độ cao á thì nó rất là ổn định. Nhưng mà cái hay ở đây á, em may mắn được biết đó là cái phần khung xe của Xpander mới cũng được Mitsubishi họ gia cố thêm để mà nó vững hơn cả đời trước. Chính xác là hai cái ụ phục trước của Mitsubishi Xpander 2022 á là hình như là được gia cố thêm cái điểm hàn, thế nên là nó sẽ vững hơn. Và nó giúp cho chiếc xe mặc dù là tăng cứng ở hệ thống treo nhưng mà cảm giác nó không có bị tưng. Bởi vì là cái khung trên nó bắt cái hệ thống treo làm việc hiệu quả và nó giúp cho cái xe êm mông hơn. Chính xác. Thì cái điểm này em muốn nhấn mạnh là so với lại đời trước á, thì Xpander đời cũ cái hệ thống treo của nó mềm so với lại những cái mẫu xe khác trong phân khúc. Nhưng mà ở cái đời 2022 này thì treo cứng hơn, tức nghĩa là cái cảm giác lái chạy tốc độ cao nó vững hơn, ổn định hơn. Nhưng mà nó không bị hy sinh quá nhiều ở mặt êm ái. Đúng. Nhờ vào cái khung phía trên đã được Mitsubishi gia cố thêm. Gia cố. Và nếu không muốn nói nha, Mitsubishi Xpander 2022 nó cho cảm giác cái phần khung gầm của nó cao cấp nhất so với lại những mẫu xe khác của phân khúc luôn. Nó không phải là hệ thống treo cao cấp như là những cái mẫu xe xịn, xe sang, nhưng mà nó lại cho cảm giác rất là cao cấp, đặc biệt khi mà chúng ta đi vào những cái gờ hoặc là những cái ổ gà, cái tiếng treo nó nghe phập nhẹ nhàng. Đúng. Nó không có bị kiểu ram ram đùng đùng như là mấy cái xe khác. Cái này là hoàn toàn các bạn có thể cảm nhận được nhá. Mặc dù ngày hôm nay là một cái bài so sánh đến cái đoạn này là nó cảm tính khá nhiều, có nghĩa là cảm tính của hai chúng tôi khi mà ngồi trên xe qua những cái cung đường mà chúng tôi đã chọn để test thì nó cũng mang tính cảm tính nhiều. Tuy nhiên phải chân thật mà nói các bạn, nếu các bạn thử cả hai xe trong cùng một quãng đường, bất kể quãng đường nào, cùng một giải tốc độ, cùng một cái kiểu test, thì các bạn, tôi tin chắc các bạn cũng cảm nhận được cái điều đấy. Nó khá là dễ dàng, nhưng nó không bị quá kiểu quá cảm xúc đâu. Thì mình thấy là cái việc mà đã thay đổi những cái chi tiết đó của chiếc Xpander là một cái rất đáng giá. Thật sự đáng giá luôn. Bởi vì cái khung gầm là cái mà chúng ta leo lên xe là chúng ta sử dụng nó hàng ngày. Nói thế thì không phải là chiếc Toyota Veloz là chiếc xe vớ vẩn.
chiếc xe Toyota Veloz nó cũng đem đến cái cảm giác rất là thú vị. Tuy nhiên phải nói thực sự mà khi mà đưa vào những cái bài test thì chúng tôi thấy là cái khung gầm của chiếc Xpander nó đem đến cái cảm giác yên tâm hơn, cảm giác yên tâm hơn. Chính xác, ngồi trong xe Xpander mặc dù là về cái thông số, những cái trang bị an toàn thì không bằng Veloz, nhưng ngồi trong chiếc Xpander cái cảm giác đúng như anh Hồng Lâm nói đấy, cảm giác nó yên tâm hơn. Yên tâm hơn. Rồi. Vững chãi hơn. Một điểm dành cho vận hành trong nội thành. Bây giờ tôi muốn anh Khoa sẽ chạy với tốc độ trong nội thành, đường này khá vắng. Chúng ta sẽ chạy cùng một con đường và chạy 50 km/h. Và chúng ta sẽ trật tự để xem là cái độ ồn khi mà anh em mình ngồi trong xe nó như thế nào. Rồi chúng ta 50 km/h trước nhá. 50 km/h. Và giữ tốc độ ổn định cho tôi. Cruise control, cruise may control. Quá, Xpander có cruise control. Rồi 50 chưa? Bây giờ tôi sẽ bật cái máy đo độ ồn này lên. Đã 50 nha. 58.3 decibel. 58.3 decibel nhá. Đó, với tốc độ 50 km/h đi trong nội thành. Lát nữa chúng ta sẽ đo xem chiếc Veloz cùng cái con đường này, cùng cái tốc độ này, cùng cái mức gió điều hòa này, cùng với hai người này sẽ là bao nhiêu. Rồi, bây giờ anh Khoa sẽ tăng tốc lên 80 km/h trên chiếc Mitsubishi Xpander và chúng ta sẽ đo xem là độ ồn với tốc độ 80 km/h là bao nhiêu. 80 thì anh bảo tôi nhá. Rồi, đã 80. Rồi, trật tự này. 62.8. 62.8. Các bạn nhìn rõ chưa ạ? 62.8 decibel với tốc độ là 80 km/h. Đó. Chúng ta sẽ có cùng một thiết bị, cùng một con đường, cùng một tốc độ, cùng một các chế độ cài đặt thì chúng ta sẽ ra được xem là xe nào ổn hơn. Cùng một tài xế nữa. Cùng một tài xế luôn. Rồi, thêm một bài test nho nhỏ nữa, đó là bài test slalom, có nghĩa là chạy zig zag với hai người ngồi trên xe để xem là cái độ ổn định thực hư nó như thế nào. Tuy nhiên cái này nó cũng là cái cảm nhận hết sức là cá nhân của hai chúng tôi ngồi trên xe thôi, bởi vì thậm chí là một người lái trên cùng một con đường, trên cùng một chiếc xe hai lần là có thể khác nhau được. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ cảm nhận thử xem nó như thế nào với một cái giải tốc độ gọi là bình thường thôi, không cần quá gắt gỏng anh Phạm. Rồi, sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Chơi. 50 km/h nhá. Để xem hệ thống treo đổi mới của Xpander như thế nào trong bài test này. 50. Cảm giác là ổn định đúng không? Thân xe đỡ bồng bềnh hơn thế hệ trước. Ổn định thật. Đỡ bồng bềnh hơn. Đúng là phải ngồi ở đây lúc này thì mình cộng một điểm cho Xpander, đúng là không hoa. Thực sự là không hoa tí nào. Và nói không hoa nữa là cái phản ứng thân xe của Xpander 2022 á, nó cho cảm giác đại khái là nó theo ý người lái hơn so với lại Veloz một chút. Đúng rồi. So với lại Veloz một chút. Mặc dù đây là cái cảm nhận rất cá nhân nhưng mà chúng tôi cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm test rồi. Và tôi tin là cái cảm nhận này nó cũng thực sự là cũng gần gần chính xác đấy. Nếu các bạn mà chưa tin hoặc hoài nghi thì các bạn có thể mang xe ra cùng một địa điểm, các bạn test thử để xem nó như thế nào, được không ạ? Ở đây cũng chỉ là cái cảm nhận của chúng tôi thôi nhé. Còn rất có thể là các bạn sẽ ra một cái đáp án khác thì không biết. Nhưng ngày hôm nay trong cái video này của chúng tôi cộng một điểm cho Xpander. Rồi bây giờ đến lượt Toyota Veloz vận hành ở trong nội thành chậm chậm như thế này. Thực tế mà nói thì đây cũng là một chiếc xe rất tốt ở trong cái tầm tiền này. Nhiều người cũng nói này nói kia nhưng với tôi cảm nhận với mức giá này mà lại còn được thương hiệu Toyota thì các bạn phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái thương hiệu Toyota nó cũng là một cái gì đấy nó rất gì vào này nọ, rất gì vào này nọ rồi. Mà cái xe nó đã nhiều trang bị rồi, nhiều thứ như thế này. Mình thấy đi về khung gầm cũng bất ổn. Nhưng mà để mà chi tiết, để cảm nhận thì rõ ràng là chiếc xe này nó chưa thực sự đem đến cái cảm giác nó vững chãi. Đấy, cùng góc cua nè. Đấy, cùng góc cua này. Đó, cùng tốc độ nè, khoảng 50 nè. Thì trên Xpander nghiêng ít hơn. Nghiêng ít hơn. Cảm giác là hệ thống treo của chiếc Veloz này nó cùng một cái độ cứng nha.
với lại chiếc Xpander 2022 khi mà chúng ta đi qua đường xấu. Nhưng mà khi vào cua sở dĩ các bạn thấy là người ngồi trong xe nó nghiêng hơn là do một phần là do cái khung xe nó bị vặn sắn nhiều. Đúng rồi. À thì đó, thì khi mà các bạn trải nghiệm được nhiều cái mẫu xe từ phổ thông cho đến cao cấp thì các bạn sẽ thấy là những cái mẫu xe cao cấp cái khung nó cứng hơn. Chắc ra là chúng ta ngồi trong xe kiểu cái người mà nó rất là ổn định, nó không có bị lắc qua lắc lại. Đúng rồi. À, thì chính cái hiện tượng mà chúng ta lắc qua lắc lại đi đường xa nó mệt lắm. Đúng rồi. Đó. Thì đấy, Veloz nó sẽ đuối hơn Xpander một chút ở cái phần đấy. Cho nên là cái điểm cộng thì dành cho Xpander cũng là xứng đáng. Bây giờ anh Khoa sẽ chạy tốc độ 50 km/h trên con đường nội thành này. Và chúng ta sau khi ổn định 50 km/h thì anh sẽ báo với tôi để tôi đo xem chính xác là bao nhiêu. Đây, 50 rồi đây. Không có cruise control thế nên là hơi khó duy trì tốc độ được như ý. 60.5 decibel. 60.5 decibel thưa quý vị và các bạn. Như vậy là ổn hơn so với Xpander. Cái này thực ra là ngay như lúc bắt đầu anh Khoa chạy đến 50 km/h là tôi đã cảm nhận bằng tai, là tôi cảm nhận được ra ngay rồi, không cần thiết phải thiết bị đo, là cũng đã ổn hơn. Chính vì thế mà về độ ổn là cộng ngay một điểm cho Xpander. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái Xpander mới được Mitsu họ đã quan tâm rất là kỹ lưỡng về vấn đề độ ổn, từ những cái vật liệu cách âm cho đến những cái vật liệu ghép nối, như tôi đã nói, những cái chân cao su, những cái vết ghép nối đó. Nhưng mà từ nãy giờ mình mới có test 50 km/h, em nghĩ là test luôn 80 km/h nha. Mặc dù 50 km/h ổn hơn thì có thể nội suy ra 80 cũng sẽ ổn. Thường thì là nội suy ra là được luôn. 50 km/h mà đã ổn hơn khá là nhiều rồi đấy. Cũng đâu đó cũng phải 7 decibel đấy. Là một con số cũng đáng để nói. Chứ còn bây giờ đo lên 80 km/h thì hay là thôi nhỉ? Thôi. Hay là thôi nhỉ? Đo nữa là phải cộng điểm nữa là mệt lắm. Thôi, bỏ qua. Bỏ qua nhá, thôi. Cái này, bỏ qua. Bây giờ sẽ đến phần slalom. Tôi muốn anh Khoa slalom cái xe này, tốc độ 50 km/h, để xem nó như thế nào. Nhưng tôi cũng đoán trước được luôn là với cái khung gầm mới của Xpander thì tôi tin là Xpander nó cũng sẽ ổn định hơn. Ta thử cảm nhận thêm nhé. 50 nhé. Lên 50. Slalom này. Đó. Cảm giác của em là cái phản hồi vô lăng á, nó có độ trễ hơn so với lại Xpander. Trên Veloz nó có độ trễ ở vô lăng. Cái này nếu mà không so sánh, nếu mà chạy một mình ý, thì tôi vẫn thấy nó không vấn đề gì. Trên một chiếc xe MPV phổ thông và tầm tiền này. Nhưng khi mà đặt vào một cái bài so sánh như thế này thì, giữa hai xe cùng phân khúc và cái tầm tiền loanh quanh kiểu đó, thì rõ ràng là mình nhận thấy cái độ lắc nó bị lắc hơn. Nó bị lắc hơn. Thì cái này tôi nghiêng về giả thiết là có hai phần. Một là cái hệ thống treo, hai là cái phần khung gầm. Rõ ràng là của Xpander đang có phần nhỉnh hơn so với Veloz. Em nói vui là phản ứng thân xe Veloz so với lại Xpander thì nó cảm giác nó lỏng lẻo hơn. Lỏng lẻo hơn. Đây. Rồi. Tuy nhiên vẫn phải nói một câu hơi vuốt đuôi một tí nhé các bạn nhé. Là ngày hôm nay là hai anh em chúng tôi cảm nhận riêng của hai anh em chúng tôi trên cái con đường test này là chúng tôi lựa chọn. Các bạn có thể trực tiếp test xem hai chiếc xe này như thế nào và để lại lời comment ở phía dưới để xem thực hư hai chiếc xe này vận hành từ độ ồn cho đến slalom cho đến các thứ nó như thế nào, được không? Có lẽ là ngay sau cái bài test này thì anh em mình sẽ thử đi lên đèo dốc xem về sức mạnh. Rồi cũng có những cái bài test mà anh em trên mạng gần đây cũng hơi phàn nàn nhiều. Tôi không nghĩ là Veloz tệ thế đâu. Thì thử đi đèo dốc phát nhỉ. Đấy, mình thử thực tế luôn đi. Thôi anh em mình đi đèo dốc nhá. Rồi, sau khi test những bài ở đường bằng phẳng, đồng bằng
thì tôi với anh Khoa sẽ test hai chiếc xe này leo đèo dốc cùng với ba người ngồi đằng sau. Như vậy là tổng cộng có 5 người lớn đang ngồi trên xe, để xem hai chiếc xe này khả năng vận hành đèo dốc nó như thế nào. Anh Khoa đang vận hành chiếc Mitsubishi Xpander lên đền thượng, thì anh thấy chiếc xe này như thế nào so với người đối thủ? Lúc này em đang chạy tốc độ là 40 km/h, giải tour là khoảng 2.500 vòng phút, thì có vẻ là chiếc xe nó cũng chưa phải gồng nhiều lắm đâu, vẫn còn khá nhẹ nhàng, và muốn vượt thì chỉ cần nhấn ga sau tí là cái xe nó sẽ về số, vượt được ngay đây. Đúng rồi. Tóm lại là với hai chiếc xe này thì đi đèo dốc thực sự mà nói thì nó cũng không sướng đâu các bạn ạ. Phải nói luôn là như vậy, bởi vì động cơ của nó cũng chỉ 1.5 thôi. Để mà so sánh chính xác được là đi đèo dốc như thế nào thì tôi nghĩ là cũng 1.9, 1.10 để mà phân tích ra thì cũng khó đấy anh Khoa. Tuy nhiên thì tôi ưu tiên cái hệ thống treo của Xpander, nó cũng đã cải thiện thì nó cũng rất là hay. Nhưng mặt khác, chiếc xe Veloz có cái khung gầm trọng tâm nó thấp hơn, cho nên là lúc mà lắc qua lắc lại thì tôi cũng cảm thấy cái độ ổn định. Nếu mà đi đường bằng phẳng như thế này, đi đường đèo nhiều cua thì Veloz với cái trọng tâm của nó thấp hơn thì đúng là nó sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên nếu như mà đi những cái đường mà xấu á, thì có lẽ người ngồi bên trong xe sẽ nhận ra cái hạn chế của phần khung trên Veloz, nó không có được gia cố đại khái. Đúng là rồi. Nó vững bằng trên chiếc Xpander, nó không chắc chắn bằng. Vào những cái đường xấu á thì trên Veloz cảm giác là phần khung nó sẽ bị vặn xoắn nha. Thì chính cái cảm giác vặn xoắn đó khiến cho người ngồi trong xe kiểu như là bị lắc lư á. Đúng rồi. Không có được ổn định bằng như là trên Xpander đổi mới 2022. Đúng, thì đây cũng là một điểm có thể dễ dàng nhận thấy, nhất là nếu mà ngồi ở đằng sau thì mình nghĩ là sẽ nhận thấy dễ dàng nhất. Có lẽ là phần đèo dốc để mà chi ly khắt khe ra thì mình nghĩ rằng Xpander cũng xứng đáng được một điểm. Xứng đáng được một điểm cho tổng thể. Hơn nữa là có thể chúng ta sẽ phải test thêm một vài những cái điều mà anh em đang trên mạng đang phàn nàn về cái vụ là auto hold các thứ trên dốc chứ các thứ. Ok. Thì đây cũng là một cái điểm mà mọi người đang nói đến, rằng thì là mà Veloz là không auto hold được ở đường dốc thì đây mình nghĩ là cũng hơi thiệt thòi một tí. Rõ ràng là như vậy là thiệt thòi rồi, trong khi các xe khác có thể làm được, và cụ thể là Xpander làm được. Ok, đây mình quay đầu mình thử luôn cho các bạn xem đó, trên đường dốc. Dốc này bao nhiêu độ nha? Dốc này ở đền thượng cũng khá là gắt, có những đoạn lên đến hơn 10%, có nghĩa là tương đối là dốc đấy. Đây đó, auto hold. Ai mà muốn dốc nhất ở khu vực miền Bắc để test xe thì đền thượng là một trong những con dốc cũng gần như là gắt gỏng nhất rồi. Nó sẽ hơn tất cả những cái con đèo khác, bởi vì cái đoạn đường nó rất là ngắn nhưng cái chênh lệch độ cao nó rất lớn. Đây, đó. Lúc này em đã kích hoạt cái auto hold, hold và từ nãy xe đấy. Đã dừng rồi. Đó. Và người ở trên xe rất nặng. Đây, bỏ chân bỏ ra luôn. Bỏ chân ra luôn nha. Đó. Đấy. Cho nên là về cái phần này thì không cần bàn cãi gì nhiều, anh em ở trên mạng cũng thôi đừng phàn nàn gì nữa. Nhưng mà bây giờ để xem là khi mà em tắt cái auto hold đi, cái xe nó trở lại thì cái độ mượt trên chiếc Xpander này nó như thế nào. Đúng, thì cái đó. Này mình sẽ không ấn nút mà mình sẽ đạp ga nhẹ. Thử rồi. Xem. Mớm ga nhẹ nè. Nhẹ nhàng. Đâu có vấn đề lao nước gì đâu. Không hề lao gì cả, mà chúng tôi là chở đang rất đông người đấy. Rất đi, nhẹ nhàng tình cảm. Đi xuống dốc, dốc ơi là dốc đây này. Tiếp tục là Veloz với 5 người trên xe. Đoạn đèo dốc thì bây giờ mình đang chạy 40 km/h. Tua thì cũng khoảng 3.000 vòng một phút. Và cảm giác thì tiếng động cơ có vẻ như là nó phải nỗ lực nhiều hơn so với Xpander. Đúng rồi. Có rồi. Thể đây là do cái thuật toán chuyển số của từng xe. Rõ ràng là việc hộp số phân cấp và hộp số CVT ở đây nó thể hiện khá rõ rệt. Đây, đạp hết ga tăng tốc trên đường dốc. Cảm giác của Veloz nó đem lại đúng kiểu hộp số CVT biến thiên vô cấp, đó là nó tăng tốc thiện lành hơn. Nó không có đem lại cái độ bốc giúp cho mình cảm giác là vượt xe nó dứt khoát hơn á.
Về cái điểm tăng tốc trên đường dốc thì em có xu thế là nghiêng về hướng Xpander đổi mới 2022 hơn. Đúng, cái vẫn hộp số 4 cấp. Hộp số phân cấp thì nó sẽ cải thiện được cái sức mạnh vốn không mạnh lắm của mình. Với những xe mà đuối đuối vừa vừa sức mạnh như thế thì nên là đó. Nếu mà các bạn thấy gương mặt của tôi không, lúc này tăng tốc này rất là bình tĩnh. Cái này mà đi đường bằng thì ok hơn. Thì đi đường bằng thì nó lại tạo độ mượt mà rất là thú vị. Vâng. Nhưng mà lên đến đèo dốc thì rõ ràng là hộp số phân cấp nó thể hiện tính ưu việt hơn. Đúng rồi, nó đem lại cái sự dứt khoát ấy. Khi mà vượt trên đường dốc thì em cần cái sự dứt khoát hơn. Đúng rồi. Chứ mà thiện lành quá thì cũng cảm giác nó nao nao trong lòng ấy. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tiếp theo sẽ là bài test auto hold trên đường dốc với Veloz. Rất gắt đây. Rồi, này. Con dốc này rất gắt. Dừng xe lại. Rồi, xem có hold không nha. Vẫn hold được. Ừ, vẫn hold được. Đó, vẫn hold đó. Đâu có vấn đề gì đâu. Có lẽ là phải dốc gắt hơn nữa thì chiếc xe này nó sẽ đưa ra cảnh báo là không cho phép chúng ta sử dụng tính năng auto hold. Ok, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ thử ra đi độ mượt của tính năng auto hold nha. Đây, mớm ga nhẹ này. Có vẻ gắt hơn so với Xpander. Có vẻ gắt hơn. Và nghe được cái tiếng phanh nó cụp một phát. Nhưng mà rõ ràng là auto hold là vẫn sử dụng được, chứ không như những cái phàn nàn quá gắt hiện nay. Mặc dù là đoạn này là cũng dốc rồi đấy, chứ cũng không phải là không dốc đâu nhá. Đoạn vừa rồi chúng tôi dừng là rất dốc. Chứ còn nếu mà dốc thẳng như cắm đầu xuống như thế này thì chắc là chả mấy khi anh em mình đi cái đường kiểu như thế. Đoạn này đã gắt lắm rồi đấy. Đây, tôi muốn anh Khoa dỗ dừng ở đây này, đoạn này rất gắt này. Đó, chúng ta thử lại xem một lần nữa. Tôi nghĩ rằng vẫn auto hold được. Rồi, buông chân phanh ra. Vẫn hold. Vẫn đó, hold. Như vậy là Veloz auto hold được đấy. Chỉ có điều là lúc mớm ga thì nó hơi khựng hơn, nhưng mà tôi thấy nó cũng không quá nhào. Tôi thấy nó không hề quá nhào. Tôi phải bảo vệ Veloz ở trong cái tình huống như thế này, bởi vì để mà nói là dốc hơn hẳn nữa thì chúng ta sẽ phải rất là đề phòng. Và thực ra là lúc đấy không dùng auto hold là cũng đúng. Lúc đấy chúng ta phải chủ động chân phanh để chúng ta nhả mớm mớm dần dần thì nó mới xuống. Đúng rồi, trong những tình huống mà dốc gắt đó, chúng ta nên giữ cái chân ở trên chân phanh. Đó. Không nên quá lệ thuộc vào auto hold. Không lệ thuộc vào auto hold được, cho nên là cái vấn đề này thì chắc chắn là tôi phải bảo vệ cho Toyota Veloz rồi. Tất nhiên tổng hòa lại thì điểm về vận hành đèo dốc và những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì vẫn phải cộng điểm cho Xpander. Cái này là hết sức trung thực và chuẩn chỉ. Rồi, sau những bài test ngày hôm nay thì chắc các bạn đã phần nào nhìn ra được những cái ưu nhược điểm cũng như điểm cộng điểm trừ của hai xe này. Mặc dù đây là cái bài test của cá nhân hai anh em chúng tôi thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng rất là xác thực ở cái những cung đường ở Việt Nam. Đó, thì các anh em có thể nhìn điểm số để làm một cái tham khảo nhé, một cái tham khảo thôi. Tổng kết ngày hôm nay thì không biết là mọi người đã có những cái suy nghĩ gì về hai mẫu xe này trên thị trường, với mức giá bán, với kiểu thiết kế, với trang bị các thứ vân vân và vân vân. Và các bạn có đồng ý với cả cái bài test ngày hôm nay của chúng tôi hay không thì có thể để lại cái lời comment ở phía dưới để tranh luận thêm rằng test như thế thì có công bằng hay không. Nếu không công bằng thì nên test lại như thế nào để nó công bằng hơn, và dẫn chứng cụ thể ra như thế nào để nó công bằng hơn, thì các bạn cũng có thể để lại lời comment ở phía dưới để chúng ta cùng rút kinh nghiệm và để cho những cái video so sánh tiếp theo nó được chất lượng hơn, được không ạ? Còn bây giờ thì chắc là video cũng hơi dài rồi anh Khoa nhỉ? Ừ. Anh chào tạm biệt khán giả của tôi kìa. Ok. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.